Chỉ 28 ngày nổi lên trên mạng, thầy Thích Minh Tuệ đã lập nên 13 kỷ lục phi thường. 1. Tên Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong 0,25 giây sẽ cho ra 98 triệu lượt tìm kiếm. 2. Chỉ chưa đầy một tuần lễ, là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram. 3. Là người được chú ý nhiều nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. 4. Chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng. 5. Có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn. 6. Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam. 7. Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. 8. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay, không nhận tiền tài. 9. Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập. 10. Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, ma tăng tự hiện hình tự và mặt mình. 11. Là người không có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại bị giáo hội lên tiếng đè ép. 12. Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng. 13. Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, muốn đi theo trải nghiệm hiện thời.